Như anh được biết thì không biết là có nhiều công ty hay không, nhưng mà với anh thì Tân Á là hiện tại là số 1 từ Nghệ An Hà Tĩnh. Ok. Nhà đẹp Tân Á xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đang có mặt tại thị trấn Nghệ An để giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm biệt thự vườn cho chúng tôi thiết kế. Đây. Tôi cho các bạn xem qua tổng thể của ngôi nhà này. Đây, tông màu chủ đạo vẫn là màu trắng pha màu cà phê. Đấy, ăn đây. Sử dụng hệ nhôm kính để tăng độ hiện đại cho ngôi nhà. Đây, đây là góc sâu bên trái ngôi nhà. Đó. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi đã đến đây là ngôi nhà của anh Tài ở thị trấn Nghệ An để giới thiệu cho các bạn công trình thi công nội thất của chúng tôi. Đấy, anh Tài cú té. Đó. Đấy. Đấy là ngôi nhà biệt thự vườn cấp 4, tủ bếp có tủ rượu, toàn bộ là sử dụng nhựa và gỗ công nghiệp, sản phẩm cao cấp. Ban ghế, phòng khách sử dụng gỗ tự nhiên. Đây, phách tám phòng khách sử dụng gỗ tự nhiên. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng anh Đai ơi. Dạ. Đấy là phòng ngủ với tổng thể chúng tôi thi công rồi. Nhìn là rất đơn giản nhưng là sáng trọng. Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của công ty Tân Á. Hiện nay chúng tôi đã có mặt tại thị trấn Nghệ An, huyện Nghệ An, và chủ nhân của ngôi nhà vườn hôm nay là anh Tài. Thì xin anh cho biết những chia sẻ của mình về quá trình thiết kế cũng như là thi công từ nội thất ngoại thất của công ty Tân Á như thế nào. Cảm ơn Tân Á cũng như cảm ơn Linh về chị Ánh. Yeah. Thì là hôm nay đã có mặt ở nhà anh. Yeah. Lần đầu tiên là anh muốn nói là rất là cảm ơn Tân Á. Yeah. Tại vì cũng là tình cờ về biết được Tân Á thôi. Yeah. Nhưng mà trong quá trình làm việc hay từ thiết kế hay đến cái giai đoạn giám sát. Yeah. Thì nói thật là anh rất là ưng ý. Yeah. Cảm ơn công ty. Yeah. Chúc công ty luôn phát triển. Yeah. Lớn mạnh. Yeah. Rất cảm ơn anh, cảm ơn anh, một năm mới mạnh khỏe. Yeah.